Ngày 14 tháng 10, Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An có mặt tại trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của bảo vệ cơ quan này. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 45 phút ngày 14 tháng 10, ông Đặng Ngọc Thọ, giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu đến cơ quan làm việc thì thấy cổng đóng. Ông Thọ gọi điện cho bảo vệ là ông Đặng Ngọc Thành, sinh năm 1974 ở xã Quỳnh Hồng thì không thể bắt máy. Một lúc sau, ông Thọ đi ra phía sau khu nhà làm việc thì phát hiện bảo vệ cơ quan đã tử vong trước đó với nhiều vết thương ở đầu, máu chảy lênh láng. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong ở trong tư thế nằm sấp, đầu mềm, vết máu trên cơ thể loang ra sân. Tại hiện trường, két sắt trong phòng kế toán của trụ sở Bảo hiểm xã hội Quỳnh Lưu bị phá. Từ trong khu nhà làm việc đi ra phía sau cửa phụ có vết hằn hàng chục mét, là vết trượt kéo chiếc két sắt để trộm tài sản nhưng không có tiền nên kẻ gian đã bỏ lại. Chiếc xe máy của nạn nhân cũng không còn. Được biết, ông Đặng Văn Thành, nhân viên bảo vệ làm việc tại Bảo hiểm xã hội hơn 1 năm. Nạn nhân có vợ là giáo viên tiểu học bị bệnh tim và 2 con.